Xin chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc quý bà con cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui hạnh phúc. Cái giọng Phương Văn mấy hôm nay bị đau họng cho nên là cái giọng khàn, mong tất cả quý vị khán giả thông cảm. Có những lúc là gần như tắt tiếng luôn. Thì hôm nay Phương Văn ngồi ở ngoài sân thượng, cảnh cũ người xưa quý vị khán giả ơi. Ở đây là vừa âm thanh tạp, vừa cái ánh sáng nó không đầy đủ nữa, cho nên là mong tất cả quý bà con cô bác thông cảm nha. Và ngồi ở đây thì cái tiếng máy bay quý vị khán giả đã nghe rồi đó, bay về Tân Sơn Nhất, chắc là bà con Việt kiều đang về thăm quê hương. Thì Phương Văn đang ngồi ở ngoài phía sân thượng và hôm nay xin phép được chia sẻ cùng với tất cả quý vị khán giả về câu chuyện của em Cường. Tại sao em Cường lại nghỉ việc ở quán Anh Thanh và đồng thời em Cường có những cái khó khăn như thế nào? Thì Phương Văn cũng được quý vị khán giả đã chia sẻ và đã nhắn tin cho Phương Văn về cái việc mà họ đối xử với Cường có tốt hay không, là tất cả những nhân viên cũng như là chủ quán ở quán Anh Thanh đó. Thì nhiều khán giả lại thắc mắc và cũng mong muốn là chia sẻ. Phương Văn có đọc qua một cái số cái comment của quý vị khán giả. Thì được biết là em Cường đã nghỉ việc ở quán Anh Thanh. Và vì sao mà em Cường lại nghỉ việc như vậy? Thì quý vị khán giả thấy là từ trước khi mà em Cường về việc mà đi lên sở cảnh sát đó, báo là chị Hằng sẽ làm ảnh hưởng tới tinh thần của em Cường này kia nọ, cái người mà cưu mang giúp đỡ mình, giúp cho mình vượt qua cái khó khăn gian khổ cũng như là 7 năm ở vỉa hè, mà cái thời điểm đó phải nói là quá khổ. Nằm ở ngoài vỉa hè mà chị Hằng đứng quay á, thì nằm ở ngoài vỉa hè rồi ban ngày đi lụm lon. Còn cái vỉa hè bên của cái người mà Ấn Độ đó, người ta may mắn là người ta còn tốt bụng cho nằm ở đó. Thì 7 năm trời em Cường lang thang như vậy, tới một ngày phải nói là có duyên gặp chị Hằng Kali. Thì chỉ cần gọi chị Hằng Kali một cú một thôi là chị Hằng Kali tìm tới nơi và chia sẻ cái hoàn cảnh khó khăn, và từ đó là chị Hằng cô mang giúp đỡ. Phải nói là cuộc đời nó sang một trang khác liền luôn quý vị khán giả. Và cứ nghĩ là em Cường sẽ làm lại cuộc đời và làm những điều tốt đẹp cho bản thân mình. Thì quý vị khán giả thấy là trong cái thời điểm đó thì chị Hằng cũng đã kêu gọi cho em Cường là 5.000 đô. Phải nói là ở đây Phương Văn thấy là cảm ơn Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm rất là nhiều luôn đó. Không những giúp cho em Cường mà giúp cho nhiều người vô gia cư khác. Và thậm chí là quý vị khán giả thấy là anh Lộc anh cũng đã chia sẻ khán giả, quý vị khán giả Mạnh Thường Quân khắp nơi đã gửi về cho chị Hằng và cũng đã cho anh Lộc. Thì anh Lộc cũng đã công khai trong cái video của mình, anh Lộc đã chia sẻ về vấn đề đó. Thì thật ra mà nói á, là khi mà cưu mang ai đó, giúp đỡ ai đó thì mong họ có cái cuộc đời nó tốt hơn, có nhiều cái điều mới mẻ hơn, và đồng thời mong cho họ vượt qua những cái hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Cho nên Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, những người mà người ta quyên góp tiền, phải nói là người ta có địa vị trong xã hội, hoặc là một doanh nhân thịnh đạt, hoặc là những người người ta dành dụm cái số tiền, người ta cũng dư giả gì đâu. Đó, cho nên là cái tấm lòng của người ta mong muốn những người khó khăn như vậy, những người rơi vào tệ nạn xã hội như vậy, mong cho họ thoát khỏi cái cuộc đời họ đã bị bế tắc và lầm đường lạc lối. Có những lúc họ phải rơi vào cái gọi là bế tắc tận cùng của xã hội. Cho nên chính vì những tình thương quá lớn của Mạnh Thường Quân, của khán giả và của những người nhà hảo tâm như vậy, người ta đi làm tiền cực khổ lắm, vất vả lắm, người ta mới bỏ ra cái số tiền đó để cho mình. Thì dù cho mình nhận nhiều hay ít gì thì cái đồng tiền đó cũng vô cùng ý nghĩa đối với mình. Tại vì người ta là người dân mà, người ta không mà người ta cho tiền như vậy, phải nói là họ cho mình một cái tình thương và họ mong muốn điều gì ở mình, mong muốn mình là làm lại cuộc đời,
vượt qua những cái khó khăn, và những người mà vô gia cư, những người mà homeless ở dưới suối đó, thì cái mục đích lớn lao của Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm và khán giả là mong cho họ có cái cuộc sống thay đổi tốt hơn, làm lại cuộc đời. Giống như anh Lộc thì đã quá thành công, anh Lộc ảnh có gia đình, có vợ con, ảnh quay về cái cuộc sống. Thì trước đây anh Lộc ảnh cũng từng chia sẻ là ảnh sống chung ở dưới suối với một số anh em ở dưới suối, bây giờ một số anh em vẫn còn ở dưới đó. Thì Phương Văn nói là Phương Văn rất là nể và cảm phục cái sự dũng cảm và cái sự kiên trì và vượt qua khó khăn của anh Lộc. Thì anh Lộc mới thành công được như vậy. Thứ nhất là thành công là có gia đình, có vợ con, rời bỏ những cái đam mê của mình đó, không còn cái tệ nạn, rơi vào tệ nạn xã hội nữa. Nó có cuộc sống bình yên, làm YouTube rồi hàng ngày đi làm, thấy cái cuộc đời nó quá vui vẻ ha. Còn những người anh em dưới suối thì họ hiện tại không có thoát ra khỏi được. Và cũng chị Hằng là một trong những cái người mà đã động viên, an ủi, giúp đỡ những người vô gia cư như vậy. Thì đó là một cái tấm lòng vàng của chị Hằng cũng như là Mạnh Thường Quân nha quý vị khán giả. Phải nói là kết hợp giữa nhiều người chứ không phải một mình mà làm nổi. Giống như một mình chị Hằng mà không có Mạnh Thường Quân ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ và không có khán giả ủng hộ thì cũng không có được thành công. Phải nói là cộng tác giữa nhiều người. Phương Văn cảm nhận cái điều đó, thật sự tình yêu thương rất lớn từ quý vị khán giả. Quay trở lại em Cường, cái việc mà chị Hằng cô mang giúp đỡ gửi em Cường cho quán anh Thanh làm đó, mà lùm xùm xảy ra cái việc mà em Cường đi đến sở cảnh sát để thư gửi chị Hằng đó, thì lúc đó khán giả có nhắn và hỏi Phương Văn, hỏi em Cường bây giờ còn làm ở quán anh Thanh hay không. Thì khán giả cũng tự trả lời luôn, nếu mà em Cường còn làm tới ngày hôm nay thì chị Hằng, cô Hằng quá tốt. Tại vì khi mà đã đi tới sở cảnh sát thư gửi chị Hằng vậy, làm cho chị Hằng phải rơi nước mắt và bao nhiêu lùm xùm trên mạng xã hội, phải nói là rất là đau đầu. Mà chị Hằng vẫn không hề đá động tới cái việc mà của em Cường làm ở quán hay không. Thì có khán giả nhận định rằng là cô Hằng cũng quá tốt, thay vì chị Hằng chỉ nói với anh Thanh là người bạn của chị Hằng, tại vì chị Hằng gửi cho quán anh Thanh mà. Nếu như nói một tiếng thôi là sẵn sàng nghỉ việc và trở lại cái cuộc sống vô gia cư như ngày xưa. Đó là nhiều khán giả cũng khẳng định là tương lai của em Cường quá mờ mịt. Và tới ngày hôm nay thì thật sự em Cường đã nghỉ việc ở quán anh Thanh. Thì cái đó là tự động nghỉ thôi, chứ không có sự tác động bên ngoài. Cũng như là anh Thanh lùm xùm thời gian vừa qua thì anh Thanh vẫn thuê em Cường vẫn bình thường, vì một cái tình bạn giữa chị Hằng và đồng thời là muốn cô mang giúp đỡ em Cường. Thì không biết là em Cường có tìm được công ăn việc làm hay chưa mà đã nghỉ quán anh Thanh. Thì trong lúc nghỉ quán anh Thanh thì lại kêu ca là không có tiền để trả tiền nhà cho chú Khôi đó, thuê ở nhà chú Khôi. Thì quý vị khán giả thấy là nếu như mình nghỉ việc thì mình phải tìm có cái công ăn việc làm sẵn trước rồi thì mình mới xin nghỉ việc. Chứ mình nghỉ việc mà mình không có công ăn việc làm rồi, trong cái thời gian đó cái cuộc sống của mình khó khăn, mình phải bươn chải làm sao, làm sao có tiền trả tiền nhà, làm sao có trả tiền ăn. Thì sau khi nghỉ việc đó là tự động mình nghỉ thôi, chứ đâu có ai chèn ép mình, đâu có ai làm gì mình đâu. Đó, mình cảm thấy cái điều mà mình không phù hợp nữa hoặc là mình không đáp ứng được công việc thì tự động mình nghỉ. Mà bao nhiêu năm tháng trôi qua mình vẫn làm được, em Cường vẫn làm cho quán anh Thanh, và anh Thanh cũng không có hề lên tiếng trên YouTube hoặc là một cái phát biểu nào trên cộng đồng mạng. Thì em Cường vẫn làm bình thường, công ăn việc làm vẫn làm bình thường, có tiền trang trải trong cuộc sống, tiền nhà và làm YouTube cũng có cái khoản dư. Nhưng mà tự bản thân mình không biết như thế nào, có công ăn việc làm hay chưa thì không biết. Mà nghĩ như vậy thì khi nghĩ như vậy thì mình phải dự trữ cho mình một cái số tiền mình đủ trang trải, mình ăn uống hoặc là trả tiền nhà trong một vài tháng, hoặc là mình có cái khoản tiền tích lũy nào đó thì mình mới dám nghĩ. Chứ khi mình nghĩ rồi thì mình nói là mình không có tiền nhà để trả tiền nhà cho
chú Khôi. Như vậy thì giờ chẳng lẽ chú Khôi cho ở không? Ví dụ như cho ở rẻ thôi chứ làm sao người ta cho mình ở không được. Đó, thì thay vì mình có công ăn việc làm hoặc mình có cái khoản tiền tích lũy nào đó thì mình hẳn nghĩ. Chứ nếu mình nghĩ ngang như vậy, công ăn việc làm mình không có, tiền mình cũng không có, thì mình rơi vào bế tắc rồi. Đó, thì thấy cái cuộc sống mình khó khăn. Và cái việc đó thì không có lường trước được, hoặc là không có tính trước được thì hoàn toàn là thất bại. Khi nghỉ rồi thì báo là nói là giờ không có tiền trả tiền nhà cho chú Khôi. Thì quý vị khán giả thấy là mình rơi vào bế tắc không? Em Cường rơi vào bế tắc không? Mình làm chi vậy? Đó, thì trong cái thời gian đó, quý vị khán giả thấy là Cường cũng đã từng phát biểu đi về Việt Nam mướn tận 3 vệ sĩ bảo vệ mình. Mà quý vị khán giả thấy là nhiều khán giả nói trời ơi, đi ở bên Mỹ nó làm công việc bưng bê muốn chết luôn, mà tiền đâu mà nó về nó mướn 3 vệ sĩ để bảo vệ đó 24/24. Mà quý vị khán giả thấy về Việt Nam cũng nói là đã giả những cái nickname mà chửi Phương Văn quá trời luôn đó. Đó, nào là tìm Phương Văn để gặp gỡ rồi xử lý, kêu Phương Văn mua thuốc đỏ này kia nọ đủ thứ chứ. Mình làm gì làm gì. Đó, tại vì tất cả quý bà con nào mà góp ý em Cường là em Cường sẵn sàng lên cộng đồng mạng là chửi lại. Đó, thì nhiều khán giả nói ân nhân của em Cường nó còn vô ơn bạc nghĩa như vậy nữa, thì huống gì chi là khán giả Mạnh Thường Quân, ai mà dám góp tiền cho em Cường đi làm từ thiện. Đó là khán giả nói đó. Thì thực sự như vậy, khi mà Mạnh Thường Quân khán giả muốn góp tiền cho ai, người ta phải có cái sự tin tưởng, phải tin tưởng mới được à. Chứ tiền người ta làm cực khổ mà không tin tưởng làm sao người ta quyên góp tiền cho mình. Đâu phải là tiền không không mà đâu mà có đâu. Đó, cho nên chính vì vậy cái sự mà quyên góp á cho em Cường hay không đó tùy thuộc vào khán giả. Thương thì tin tưởng thì góp, còn không tin tưởng thì mình sẽ dành số tiền đó góp cho người khác. Thì cái việc mà em Cường nghỉ ở quán Anh Thanh đó, thực sự Phương Văn cảm thấy là cái điều em Cường không có tính trước ha, không có tính trước được. Khi mà mình muốn nghỉ thì mình phải tìm công ăn việc làm sẵn có đi, mình coi chỗ nào nó ok hơn thì mình nghỉ để mình đi tìm công việc khác tốt hơn, lương cao hơn, có thu nhập nhiều hơn, như vậy thì mình hả nghỉ. Còn cái này mình nghỉ mà mình không có công ăn việc làm khác, rồi mình nghỉ mình cũng không có cái khoản tiền nào hết thì mình nghỉ, mà trong khi đó chủ người ta cũng không có đuổi mình vẫn làm bình thường. Đó, có những cái điều mà mình cảm thấy mình bức xúc hoặc là làm với nhân viên ở đó thì có cái sự va chạm gì đó. Mà trước đây em Cường nói là em Cường làm ở đâu em Cường cũng là giỏi nhất hết trơn quý vị khán giả. Đó, làm ở quán Anh Thanh thì cũng là nhân viên giỏi nhất, làm ở chỗ nào là cũng giỏi nhất. Thì hy vọng là như vậy, thì hy vọng là một người mà đi làm giỏi để cho chủ người ta mướn. Đó, mình có cái năng lực mình làm ở đâu cũng vậy. Mình là đi làm thuê mà, mình đâu có làm chủ đâu. Cho nên mình làm nhân viên, ví dụ nhân viên văn phòng mình cũng làm thuê, mà mình làm công việc gì mình cũng làm thuê, mình ăn lương. Thì mình làm giỏi được chủ khen và đồng thời được chủ mến là tiếp tục sử dụng mình, thì cái điều đó là mình sẽ tồn tại được lâu dài. Mà thực sự quý vị khán giả, lúc đầu Phương Văn thấy thương em Cường dữ lắm luôn á. Thấy cái hoàn cảnh như cha mẹ không còn, chị ruột thì không nhìn mình, còn lại một mình thì nằm vỉa hè như vậy, được một người dân nước lã là chị Hằng Kali cưu mang giúp đỡ, mình thoát khỏi 7 năm chờ vô gia cư, mình đi làm YouTube cũng được vợ chồng chị Hằng bật để kiếm tiền đó, giúp đỡ mình, kêu gọi khán giả ủng hộ cái kênh mình. Trời ơi, mấy ai mà làm được như vậy luôn khán giả, thật sự luôn đó, không có ai mà giống như là dâng cơm cho tới miệng luôn đó. Mà vậy mà bao nhiêu mình thoát khỏi cái cuộc đời vô gia cư rồi, thật sự người ta giúp mình một ngày mình mù cũng cảm ơn, chứ đừng có nói mà mình đưa cái cuộc đời mình sang một trang khác. Mà cuối cùng là em Cường phản bội chị Hằng Kali, quay 180 độ hùng hổ lên cộng đồng mạng, nào là thuê mướn luật sư, nào đi tới sở cảnh sát để là kiện chị Hằng. Đó, thì nhiều khán giả nói để em Cường kiện như thế nào, không biết làm đủ tiền để mướn luật sư kiện hay không. Rồi phát biểu làm chi như vậy, để cho mất lòng giữa chị em
và đồng thời đi qua những cái kênh khác, là đi theo những người YouTuber khác lập phe phái bè cánh để chống đối lại chị Hằng Kali đó. Quý vị khán giả thấy như vậy thì thử hỏi những người fan hâm mộ của chị Hằng, hoặc là những khán giả mà từng xem Học Hỏi Cường, liệu khán giả người ta còn thương em Cường không? Đó, ở đây là không quan tâm công bằng thôi nha, chưa nói tới cái việc mà chị Hằng giúp đỡ những người khác và chung tay với Mạnh Thường Quân đó. Nói cái trước mắt là mặc dù là tiền của Mạnh Thường Quân chung tay góp sức cho em Cường, nhưng mà cái người làm cầu nối an ủi, giúp đỡ, lắng nghe, chia sẻ với em Cường đó là chị Hằng Kali đó. Người ta giúp mình một ngày mình thoát khỏi vô gia cư cũng là một điều rất quý, chú huống hồ gì mà giúp mình cho giúp đủ thứ hết trơn, giúp là công an việc làm này, giới thiệu công an việc làm này, giúp cho mình làm YouTube kiếm tiền này, giúp cho mình khán giả mang tới mang khán giả tới cho mình luôn. Trời ơi, quý vị khán giả thấy là Phương Văn mà mong khán giả đăng ký cho Phương Văn một người một lượt, một người một lượt, Phương Văn mong từng người luôn, thực sự mà nói đó. Đó, đi tìm khán giả mà ủng hộ mình là khó lắm, còn cái này ha, được sẵn luôn, được sẵn khán giả kênh của chị Hằng qua ủng hộ ào ào luôn, vậy còn gì bằng nữa đâu trời. Đó, mà cuối cùng thì em Cường là không ra gì. Phải nói là nhiều khán giả nói là em Cường quay trở lại cái cuộc sống vô gia cư không xa. Đó là khán giả đã nhận định ha. Đó, tại vì chắc lẽ quý vị khán giả cũng nhớ có lần trước mà có khán giả Bình Châu mà hỏi em Cường chỉ là nhắn tin thôi, comment thôi. Đó, nhắn tin là bình luận thôi. Nói là ủa em Cường làm YouTube trước chị Hằng. Làm là đầu tiên ở nước Mỹ luôn nha. Đó, Cường nói là Cường làm đầu tiên nước Mỹ. Đó, thì trước chị Hằng tại sao mà không bật kiếm tiền, mà để cho vợ chồng chị Hằng mà bật kiếm tiền cho, hướng dẫn cho bật kiếm tiền cho. Trời ơi, hỏi coi nhiều đó thôi. Người ta khán giả người ta bình luận rất là nhẹ nhàng, người ta hỏi như vậy thôi. Mà em Cường lên một cái video chửi khán giả Bình Châu từ đầu cho tới cuối luôn. Chắc khán giả nào mà chưa xem thì có dịp xem lại cái video đó em Cường chửi như thế nào. Chửi mà Phương Văn nghe, mà Phương Văn nói trời ơi sao mà nghe tới đâu mà sao kỳ tới đó, không biết nghe tới đâu là cảm thấy là bức xúc tới đó. Rồi khán giả chỉ hỏi câu nhẹ nhàng thôi, thay vì mình đáp là mình giải thích cho khán giả tại sao tôi làm trước, tôi làm ở nước Mỹ là người đầu tiên này kia nọ, hoặc là làm trước chị Hằng, mà vì lý do gì mà mình để cho chị vợ chồng chị Hằng là hướng dẫn mình để bật kiếm tiền rồi đem khán giả tới cho mình ủng hộ mình đó, thì mình trả lời bình thường thôi. Còn cái này chửi khán giả Bình Châu nào là khùng, nào là điên, đi vô bệnh viện chị ấy để khám tâm thần này kia nọ. Trời ơi, chửi quá trời. Phương Văn nghe tới đâu mà Phương Văn giỡn cả da gà tới đó. Ủa sao kỳ vậy ta, nhiều khán giả có nói gì đi nữa, người ta đâu có nặng nhẹ gì mình đâu, mà mình lên chửi nguyên một cái video, khủng khiếp không? Thì tới ngày hôm nay là khán giả nói cũng đúng, em Cường sẽ trở lại vô gia cư không xa. Đó, bây giờ công an việc làm nghỉ nè, nghỉ quán A Thanh nè, không biết là những cái lý do nghỉ là có những cái bức xúc, hay là tự ti mặc cảm, hay là cảm thấy mình không xứng đáng nữa mình nghỉ. Mà mình nghĩ là nó thiệt với bản thân mình nghĩ thì mình phải tìm công ăn việc làm sẵn đi rồi mình hả nghỉ, chứ mình nghỉ mà mình không có tiền rồi mình trả tiền nhà, mình nói giờ không có tiền nhà trả cho chú Khôi, gặp khó khăn này kia nọ rất là khổ. Chẳng lẽ về chú Khôi chú cho không? Thôi bây giờ chú Khôi chắc là về kiếm cái kho nào đó chú Khôi cho ở không. Đó, không ai cho không ai, chỉ cho người ta bớt thôi, hoặc là để rẻ thôi. Đó, hoặc là người ta cho thiếu lại thôi. Chứ người chủ nào mà cho mình đó, họ đã quá tốt, họ đã thông cảm cái hoàn cảnh mình dữ lắm luôn đó, họ mới cho. Đó, mà người ta đã cho mình rồi thì mình phải biết ơn người ta. Đó. Còn cái việc mình phải tự trang trải trong cuộc sống mình phải ráng làm có tiền để là trả tiền nhà, trang trải trong cuộc sống, rồi tiền ăn, tiền uống nữa, rồi đôi khi tiền đau ốm bệnh hoạn nữa, chứ không phải cuộc đời của mình nó luôn lúc nào nó cũng là may mắn, phẳng lặng và bình yên như thế đâu. Đôi khi con người mà đôi khi cũng bệnh tật ốm đau, rồi có những cái chuyện mà xảy ra bất trắc trong cuộc sống của mình, thì mình cũng phải có một cái khoản tiền nào đó mình dự trữ để mình phòng thân.
Đó. Bây giờ em Cường nghỉ ở quán rồi, cái nói là bây giờ không có tiền mà trả cho quán, không có tiền trả cho nhà trọ chú Khôi. Thì quý vị khán giả thấy cuộc đời nó rơi vào bế tắc đó. Như vậy thì bây giờ hô hào đi về Việt Nam, đi về Việt Nam thì thăm gia đình vợ con mình hoặc là người thân của mình gì đó thì tùy mình đừng có nói lên mà mình đi về Việt Nam rồi mình mướn vệ sĩ thì kia nọ. Chẳng lẽ bây giờ đi về Việt Nam Phương Văn làm gì, anh Thùy Napoli đó là anh đầu trọc phía đất làm gì đâu, rồi những người Việt Nam làm gì em Cường, mà em Cường mướn tới ba vệ sĩ mà có đủ tiền không? Bởi vì khán giả nói là không sai, khán giả nói thì em Cường lại phản ứng gào thét lên, hùng hổ lên. Khán giả nói ở Mỹ bưng bê muốn chết luôn à, tiền đâu mà về Việt Nam mà mướn vệ sĩ, đó là khán giả nói. Mà nhiều khán giả nhận định rất đúng, đâu có sai đâu. Trời ơi, ở Mỹ mình đi làm để mình trang trải cho cuộc sống của mình vất vả lắm luôn á, chứ đâu có đơn giản đâu. Mà mình vung tiền mình về Việt Nam rồi mình vung tiền rồi mình qua lại Mỹ mình cày xối chán mình luôn đó. Đồng tiền ở đâu cũng vậy, cũng cực khổ làm, mình phải dành dụm tiền chứ, nội là tiền vé máy bay đi đi về về không, rồi mấy tháng mà về chơi đây nè, ăn không ngồi rồi đây nè đó. Thì qua trở lại bên Mỹ là cày thôi sắp mặt mũi luôn chứ không có đơn giản. Thì phát biểu làm chi, lên cộng đồng phát biểu làm chi mà đi về Việt Nam mướn ba vệ sĩ ngày đêm 24 trên 24. Quý vị khán giả thấy cái điều mà em Cường phát biểu nó thất bại không? Nó thất bại. Nó không có mang lại lợi ích gì cho bản thân mình mà làm cho cộng đồng mạng, những ai đã từng theo dõi câu chuyện này, bà con cô bác vô cùng bức xúc và cảm thấy ôi cái em Cường này nói những cái lời nói là không ai tin, thật sự là không tin. Và tới ngày hôm nay thì cái việc mà em Cường nghỉ ở quán Anh Thanh đó thì nó tự mình nghĩ thôi đó. Mình thấy một cái điều gì mình không xứng đáng hoặc là mình không có phù hợp hoặc là mình gây ra nhiều cái lỗi lầm tội lỗi quá rồi, mình tự động mình nghĩ. Mà trước khi mình nghĩ đó, mình phải suy nghĩ thật kỹ. Mình nghĩ rồi mình đi làm ở đâu, mình có công ăn việc làm chưa, mình làm gì mình có tiền để mình trang trải sắp tới, tiền nhà mình có tiền trả không. Và cuối cùng không có tiền trả thì bây giờ than vãn là giờ không có tiền trả cho chú Khôi. Chẳng lẽ không có tiền trả cho chú Khôi rồi bây giờ ai cho mình nữa, mình như vậy thì ai cho mình nữa đó. Khán giả rất là thông minh, khi mà nhìn vào câu chuyện là khán giả người ta nhận định được liền ha, chứ chỉ có em Cường, người ta em Cường là không nhận định được thôi, chứ khán giả người ngoài người ta nhìn vào là người ta biết là tương lai của em Cường mờ mịt khi mà em Cường đối xử với chị Hằng Cali, cái người ơn của mình như vậy. Đã như vậy thì khán giả nói trời ơi, cái người ơn của nó mà nó còn phản bội như vậy thì bây giờ em Cường kêu gọi mạnh thường quân khán giả ủng hộ để em Cường làm từ thiện, ai mà dám góp cho em Cường đó. Khán giả Phương Văn mới đọc cái bình luận của khán giả hồi vừa vừa nãy thì khán giả nói là ai mà dám góp cho nó đó, thì khán giả đâu nói như vậy. Mà thật sự Phương Văn cũng 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 chia sẻ thật như thế này, nếu như khán giả nào mạnh thường quân nào tin tưởng thì em Cường kêu gọi quyên góp giúp cho hoàn cảnh nào đó thì cũng cho em Cường một cái cơ hội. Khán giả cứ tin tưởng một lần quyên góp rồi số tiền đó thì em Cường sẽ hỗ trợ cho ai đó ai đó, thì em Cường cũng công khai minh bạch trên cái video của mình đó. Thì thử em Cường quyên góp một lần này thử xem sao đó, làm có được hay không đó, cũng có cho em Cường một cái cơ hội. Thì trước đây chị già Kali chỉ trích chị Hằng Kali dữ lắm nha, đó nào là đi xuống xuống quay phải có giấy phép, phải xin chính phủ gì gì đó, phải có giấy tờ này kia nọ. Thì bây giờ em Cường mà đi xuống xuống quay đó, sao chị Hằng Kali, chị già Kali chị không có lên tiếng ta đó. Quý vị khán giả nào mà có dịp mà xem cái kênh của chị già Kali á, tất cả mấy chục cái video, mấy trăm video gì đó, từ đầu gần như là từ đầu tới cuối toàn là kêu chị Hằng Kali bằng chị Hằng Cave không. Bởi vì nhiều nhiều cái video trước hồi trước đó là Phương Văn có phản biện lại cái vấn đề mà chị già Kali kêu chị Hằng Kali bằng bằng Hằng Cave đó, thì Phương Văn có phản biện lại vấn đề đó. Sau đó là chị già Kali đưa Phương Văn lên top cộng đồng và kêu gọi khán giả là tẩy chay Phương Văn, nói là Phương Văn này ABC này kia nọ đó, rồi kêu tẩy chay
đó. Mà không ngờ cái tác dụng ngược lại, khi mà cái video mà Phương Văn chia sẻ về vấn đề mà phân tích chị Hằng Kali bị chị già Kali gọi là Hằng Cà Ve đó, thì Phương Văn phản biện về vấn đề đó, thì không ngờ khi mà đưa lên cái mạng của chị già Kali đó thì Phương Văn lại được khán giả ủng hộ thêm nữa, thêm một số khán giả ủng hộ Phương Văn nữa. Thì sau đó là chị già cũng lên tiếng ầm ĩ, và trong tứ đại mỹ nhôi thì quý vị cũng biết rồi đó, chị Đại đó, đó chị Trang Lê Lê nè, đó rồi chị đạo diễn nè, đó rồi mỹ nhôi nè, đó những người chị tứ đại mỹ nhôi tứ đại mỹ nhân đó quý vị khán giả, thì họ đã làm một phen, phải nói là chị Hằng cũng phải rơi nước mắt vì em Cường, bởi vì những người như vậy đó. Tới ngày hôm nay thì bây giờ kêu gọi từ thiện, em Cường cùng với YouTuber khác kêu gọi từ thiện, thì Phương Văn chia sẻ là liệu khán giả Mạnh Thường Quân có sẵn lòng để góp cho những người như vậy hay không, hay là mình xem xét lại mình có nên góp hay không. Và hôm nay thì chia sẻ cái việc mà em Cường nghĩ ở quán anh Thanh có những cái lợi và bất lợi gì khi mà mình nghĩ mà mình không có sự chuẩn bị trước như vậy, mình sẽ gặp khó khăn, mình rơi vào hoàn cảnh bế tắc nữa. Mà đã mình đã làm vậy sống trên cộng đồng mạng rồi thì liệu có ai mà sẵn lòng để giúp đỡ mình hay không. Bây giờ người ta e dè, người ta sợ. Sợ chứ sao sợ. Trời, chị Hằng Kali giúp đỡ em Cường như vậy mà em Cường còn phản 180 độ, phản cái người vô ơn với đối với cái người mà giúp đỡ mình, thì liệu khán giả người khác giúp đỡ mình chắc cũng như vậy thôi. Thì tâm lý khán giả ai cũng vậy, người ta phải dè dè, người ta không dám giúp đó. Giúp rồi phản bội giống y chang như chị Hằng nữa thì chỉ có rơi nước mắt thôi chứ làm gì giờ đó, hoặc là lên cộng đồng mạng blue la nữa đó. Thì Phương Văn xin phép được chia sẻ và phân tích về vấn đề em Cường nghỉ việc ở quán anh Thanh, liệu em Cường có cái cuộc sống mới và thay đổi nhiều hơn không, hay là cái cuộc đời nở hoa hay là bế tắc trong cái thời gian sắp tới. Thì xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện và ủng hộ cho tất cả anh em đang góp lên tiếng nói cộng đồng như David Kim nè, anh Andy nè, đó đời con lai nè đó. Thì trước đây anh Lộc anh cũng bị một phen rồi, bây giờ ảnh cũng không có bình luận về vấn đề này nữa, làm cho vợ chồng của anh Lộc với chị Thắm một phen mà tan rã đó. Đó thì bây giờ ảnh không có bình luận về vấn đề này nữa. Thì nếu như quý vị khán giả nào mà đang theo dõi thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi coi diễn biến sắp tới em Cường sẽ ra làm sao, và cái cuộc sống có tốt hơn, cuộc đời nở hoa hay là bế tắc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con cô bác rất là nhiều. Chúc tất cả quý bà con cô bác một ngày mới an vui hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.